một bạn hỏi bác nữa là các dấu hiệu nào để nhận biết là mũi sau phẫu thuật có vấn đề. À, bây giờ mũi sau phẫu thuật có vấn đề thì bây giờ thế này, nói có những cái trường hợp rất là ngắn gọn cho em dễ hiểu. Khi mình đang mũi xong tự nhiên nó sưng sưng, nó phập phèo, nó sưng sưng đỏ đỏ hoài mà em uống thuốc không có xẹp. Tức là khi mà em uống thuốc xong thì nó lại sưng nữa. À, uống thuốc xong thì xẹp nhưng sau đó ngưng thuốc thì lại sưng. Nhá. Thứ hai là trường hợp là mấy em thấy tự nhiên nó chích chích rác rác ở trong mũi á, nó cứ tăng cái gì trong mũi á mà nó cũng không có được bình thường. Rồi, và khi mấy em ấn nhẹ lên cái vùng mũi á thì tự nhiên thấy có dịch chảy ra. Có thể chảy ra ở cái vùng nhân trung hay vùng cánh mũi, gọi là trụ mũi á, thì có một cái dịch vàng vàng đục đục. Và thêm nữa là cái vùng mũi của mình nó sưng to hơn các vùng xung quanh. Thêm nữa là tự nhiên có những cái mụn nhọt, bọc mụn mũ gì đó nó cứ nổi vòng vòng xung quanh mũi. Thì đó là những biểu hiện của dị ứng chất liệu hay là cái mũi mình đang có vấn đề. Thành ra mấy em phải trở lại ngay cái bác sĩ mà mình đã được phẫu thuật á để các bác sĩ có phương pháp điều trị. Rồi.